Hiện nay sản phẩm serum tế bào gốc Jonas đã và đang chiếm lĩnh trên các trang mạng xã hội, đặc biệt hơn cả là các diễn đàn như TikTok, Facebook, bởi sản phẩm mang đến chất lượng cao mà giá thành lại bình dân. Dòng sản phẩm này giúp bạn có khả năng tái tạo và phục hồi làn da vô cùng hiệu quả. Trong video này, mình sẽ review cụ thể hơn về dòng serum tế bào gốc Jonas, đặc biệt là những đánh giá chính từ khách hàng bên mình, để bạn có cái nhìn khách quan hơn khi quyết định mua sản phẩm này, vì dù sao thì đánh giá từ những người đã trực tiếp sử dụng rồi cũng là chuẩn xác và đáng tin nhất nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Khi dạo trên các diễn đàn làm đẹp, bạn sẽ thấy được đánh giá chân thật từ những bạn đã sử dụng tế bào gốc Jonas, hầu hết mọi người đều đánh giá và khen sản phẩm này khá tốt hợp với da của mình, điều quan trọng nhất là nó có khả năng tái tạo, phục hồi làn da và ngăn ngừa lão hóa da, loại bỏ đi vùng da khô và bị sỉn màu rất hiệu quả nhé. Theo trải nghiệm của nhiều khách hàng đã và đang sử dụng tế bào gốc Jonas đã mua của shop mình, thì hầu hết đều khách hàng đều thích sản phẩm này và khen tính năng nổi bật nhất ở sản phẩm là khả năng giúp nuôi dưỡng và khôi phục làn da mịn với những dưỡng chất tự nhiên, giúp cho làn da không bị thâm đen hoặc khô khan thiếu sức sống. Nhiều khách hàng khác thì sau một thời gian trải nghiệm sử dụng sản phẩm này thì lại cảm thấy thích nhất ở tính năng là chống lão hóa da cực kỳ tốt và cân bằng được độ ẩm làm săn chắc da hàng ngày. Khi ra ngoài thì cảm giác mình xinh đẹp hơn, tự tin hơn rất nhiều. Nếu lướt qua các diễn đàn mạng khác, bạn cũng sẽ dễ dàng thấy được những ai đã dùng tẩy tế bào chết đô này đều khen cả. Đó là lý do mà bạn có thể mua tế bào gốc Jonas về dùng để cải thiện cho làn da của mình hơn. Nhiều chị cũng thắc mắc là serum tế bào gốc Jonas này có trị mụn không? Tế bào gốc này có khả năng hỗ trợ trị mụn rất tốt. Nó thấm sâu vào trong da, vào trong lỗ chân lông để đẩy các bã nhờn cũng như bụi bẩn, các chất gây mụn ra khỏi lỗ chân lông nên da bạn sẽ không bị mụn. Tuy nhiên đây không phải là loại serum chuyên trị mụn, nên nó chỉ hỗ trợ một phần nào đó thôi. Nếu da mặt bạn bị mụn nhiều, thì bạn nên dùng loại kem chuyên trị mụn sẽ hiệu quả hơn nhé. Tế bào gốc Jonas hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán tế bào gốc Jonas hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.